Con sẽ rút món quà này và hát Happy Birthday để tặng mẹ con nhé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Rút ra tặng mẹ 15 triệu đồng. Có cái sinh nhật nào mà chị nhận được 15 triệu đồng như vậy không? Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên. Con xin chúc mẹ luôn vui khỏe, yêu đời, bỏ qua những cái lời nói của người hàng xóm xung quanh. Chúc mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng thì thời gian đã dừng lại. Hai bản logo dành cho gia đình của em Hoài. Hy vọng rằng hôm nay gia đình mình sẽ gặp nhiều may mắn. Hai gia đình trước thì nhận được 15 triệu và 20 triệu. Còn bây giờ mình có thể con số hơn và cũng có thể con số thấp hơn điều đó. Quan trọng là do may mắn hay không thôi nha. Chuẩn bị, chúng ta sẽ chọn hai logo. Mời chị chọn logo đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chọn logo nào? Dạ, đầu tiên thì em xin chọn số 2. Bởi vì số 2 đó là ngày sinh nhật của mẹ em. Rất ý nghĩa. Số 2 là ngày sinh nhật của mẹ. Nào, mở số 2. Con gái với mẹ ra đây đi. Sinh nhật của mẹ, con sẽ rút món quà này và hát Happy Birthday để tặng mẹ con nhé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Rút ra tặng mẹ 15 triệu đồng. Có cái sinh nhật nào mà chị nhận được 15 triệu đồng như vậy không? Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên. Con xin chúc mẹ luôn vui khỏe, yêu đời, bỏ qua những cái lời nói của người hàng xóm xung quanh. Chúc mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Chị có thể tự hào về con gái của mình nha. Dạ. Bé đã trưởng thành, bé đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi, đừng lo lắng gì nữa. Bé có thể tự đi trên con đường mình đã chọn nha. Dạ. Rồi, hy vọng rằng những giọt nước mắt rồi đây sẽ không còn nữa con gái. Dạ. Con cùng với mẹ sẽ cứ thẳng bước trên con đường mình đi. Tự hào về người mẹ của mình, tự hào về sự nỗ lực của mình con gái nha. Dạ. Đừng để nước mắt rơi nữa con. Dạ. Nào, vui lên. Chú biết rằng con rất là bản lĩnh đó, đầy năng lượng luôn. Chúc mừng con về điều đó. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn bản logo thứ hai. Theo mẹ thì chọn bản nào? Dạ, dư thi cái này quyết định của xanh phần mẹ. Số 7. Số mấy? Số 7. Số 7. Số 7 luôn, mời anh Chiến Thắng và chị Thu Hương qua đây. Nào, cả nhà mình cùng rút số 7 và nghệ sĩ Thu Hương cùng nghệ sĩ Chiến Thắng sẽ cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, bởi vì đó là ngày sinh nhật của chị mà con gái muốn tặng cho mẹ đó nha. Dạ. Nào, rút đi. Vừa hát vừa rút. À, vừa hát vừa rút. Vâng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Rút ra luôn. 35 triệu đồng. Tặng cho chị thế nào? Anh Chiến Thắng. Tôn hoa sen máy ấm gia đình Việt 15 triệu đồng. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc 35 triệu đồng. Cũng là món quà sinh nhật mà Quỳ Linh cùng chương trình tặng cho chị. Như vậy là ngày hôm nay mình có số tiền là 50 triệu, cộng với chú Quỳ Linh tặng cho con 5 triệu hồi nãy nữa, là mình có 55 triệu. Mời anh Chiến Thắng. Em rất là chúc mừng cho hai mẹ con của chị đây. Không biết thế nào mà lúc cái màn mà đá bóng vào gôn ấy, là em không còn sức nữa, nhưng mà sút thì quả nào trúng quả đấy. Cái đấy thì không thể gọi là may mắn được. Cái đấy là dùng hết sức.
để đá bóng. Thế mà tiện đây nữa thì hôm nay trong cái chương trình như này thì em với chị Hương có một cái chút gọi là tấm lòng nho nhỏ, thì em muốn tặng một món quà cho gia đình sếp thứ ba. Thứ ba và thứ nhì đấy ạ. Vâng, thứ ba và thứ nhì. Là 2 triệu đồng gọi là tấm lòng của chúng em cho hai gia đình luôn nữa. Rồi, một chút xíu mình sẽ mời ba gia đình ra nhận luôn nhá. Vâng. Rồi, như vậy là chúng ta có số tiền là 55 triệu đồng. Chị nói gì đi chị? Tôi không biết nói gì hơn ạ. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến ban tổ chức, nhà tài trợ và mọi người đã quan tâm đến mẹ con tôi trong buổi hôm nay ạ. Chúc mừng gia đình. Bây giờ thì Quỳnh Linh sẽ mời cả ba gia đình chúng ta ra nhận giải thưởng của chương trình. Chúc mừng ba gia đình. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Chiến Thắng sẽ tặng quà cho gia đình em Trang. Vâng, đây. Vâng. Vâng, đây ạ. Con chúc cho gia đình bà và cháu Trang luôn luôn mạnh khỏe. Rồi là lúc nào cũng phải lạc quan, yêu đời. Đấy, phải vươn tới những cái gì gọi là tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Đây ạ. Vâng, đây đưa cho mẹ. Rồi. Vâng.